Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy, ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ có các tin chính sau đây. Tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục là mục tiêu xuyên suốt trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu. Thái Bình đang tích cực chuyển mình, bắt nhịp nhanh với yêu cầu thực tiễn này. Trong lịch sử, gần 40 năm qua mới xuất hiện liên tiếp 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong cùng một tháng, đều đổ bộ tại các tỉnh miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục là mục tiêu xuyên suốt trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục để triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo diễn ra vào sáng nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo đó, năm học 2020-2021, ngành giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế chính sách về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai luật giáo dục năm 2019 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, tinh giản nội dung dạy học, đẩy mạnh giáo dục STEM trong bậc phổ thông, đổi mới kiểm tra đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm, tăng cường an ninh an toàn trường học và các giải pháp phòng chống bạo lực học đường, cùng với hoàn thiện thể chế, tăng cường nguồn lực đầu tư khảo thí, kiểm định chất lượng và truyền thông, đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra giám sát, ngăn chặn xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, nhất là việc thực hiện quy định về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2025 do Bộ Tài chính khai mạc vào chiều nay sẽ tiếp tục cổ vũ, động viên toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong ngành tài chính được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Bộ Tài chính đã chỉ đạo phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề. Các cơ quan đơn vị trong ngành đã phát động hơn 500 phong trào thi đua, đặc biệt đối với hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ. Với những thành tích đạt được, ngành tài chính vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất năm 2020. Giai đoạn 2021-2025, ngành tài chính xác định 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từ phong trào, rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp cách làm hiệu quả, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhờ kinh nghiệm từ giai đoạn đầu ứng phó với đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã chủ động tháo gỡ khó khăn, xoay chuyển kế hoạch duy trì việc làm ổn định cho người lao động. Trong quý 1 và quý 2, sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng, cụm công nghiệp Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà gặp rất nhiều khó khăn. Hàng hóa sản xuất ra không xuất khẩu được, hầu hết tồn kho. Trong suốt thời gian ấy, đơn vị phải gồng mình huy động mọi nguồn lực để duy trì sản xuất vì không muốn người lao động bị mất việc làm. Nhiều giải pháp đã được tính đến, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm đến các thị trường mới, thậm chí cả thị trường nội địa, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng lại chọn việc trung thành với thị trường truyền thống. Việc thương thảo để chia sẻ khó khăn giữa doanh nghiệp với khách hàng đã mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp này. Chính vì thế mà khi các nước dần thích ứng với dịch bệnh COVID-19 cũng là lúc doanh nghiệp xuất khẩu trở lại được ngay và có đủ hàng để cung cấp cho đối tác. Đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Thắng đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trên 1.500 tấn khăn bông và găng tay xuất khẩu. Mặc dù doanh thu giảm khoảng 15% so với cùng kỳ, nhưng bù lại 100% lao động của doanh nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Thời điểm này, nhiều trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Tiền Hải đã thực hiện cấm trại sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát tại một số địa phương trong tỉnh.
Theo thống kê, huyện Tiền Hải có khoảng 45.000 con lợn, trong đó lợn trong các trang trại khoảng 30.000 con, lợn nuôi nhỏ lẻ trong dân khoảng 15.000 con. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã tái bùng phát tại một số huyện trong tỉnh, Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Đến nay, 11 trang trại lớn trên địa bàn đã thực hiện cấm trại. Các hộ nuôi quy mô nhỏ cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ vật nuôi ra vào địa bàn, tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, đặc biệt là tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ dịch bệnh, từ đó nâng cao ý thức phòng chống. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu hiện nay. Thái Bình với nhiều tiềm năng lợi thế cũng đang tích cực chuyển mình bắt nhịp nhanh với yêu cầu thực tiễn này, đặc biệt trong ba đột phá phát triển của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Đây là vấn đề sẽ được biên tập viên Thúy Quỳnh trình bày ngay sau đây. Thưa quý vị, ít nơi nào có điều kiện tự nhiên sinh thái đa dạng, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu màu mỡ như ở Thái Bình. Với diện tích đất nông nghiệp trên 100.000 hectare, tiềm năng này giúp Thái Bình thu hút được nhiều tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Chỉ riêng trong lĩnh vực thủy sản, có những hộ nuôi chỉ trong một vụ có thể thu lãi hàng tỷ đồng. Nuôi công nghệ cao thì cái sự an toàn nó cao hơn, là cái tỷ lệ dịch bệnh này khác nó ít xảy ra và cái năng suất nó cao hơn là nuôi truyền thống nhiều gấp nhiều lần. Cái hay của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là chủ động thời vụ, giảm thiểu tác động của thời tiết, giảm nhân công, nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập. Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toàn Vân trong 2 năm gần đây đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tại xã Vũ Lạc trên diện tích 6 hectare. Thâm canh rau sạch trong nhà kính tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp truy xuất nguồn gốc giúp nông sản có nhiều cơ hội để vươn đến những thị trường rộng mở như siêu thị xuất khẩu. Với cái mô hình nhà kính có thể đảm bảo về các điều kiện yếu tố tác động đến và hạn chế tối đa cái việc là dùng các cái chất hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật có hại cho cây trồng, thì là từ đó chúng tôi đạt được các cái tiêu chuẩn về tiêu chuẩn an toàn cũng như tiêu chuẩn Việt Gáp. Cũng từ hiệu quả của những mô hình này mà nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã mạnh dạn áp dụng sản xuất. Tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, chỉ 2 tháng nữa, cánh đồng tăng trưởng xanh với tổng diện tích 70 hectare sẽ đi vào hoạt động. Ở đó, cả lúa và màu đều sản xuất chuỗi khép kín và theo quy trình công nghệ cao. Cơ sở vật chất đã hoàn thiện thì các cái công ty và các doanh nghiệp người ta sẽ cùng vào đồng hành với địa phương và cùng với nông dân sản xuất theo cái chuỗi giá trị là sản phẩm hữu cơ lúa sạch để có cái thương hiệu gạo cung ứng cho thị trường và tăng cái mức thu nhập cho người dân. Có thể thấy bước đầu hiệu quả của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Bình, tuy nhiên thì việc phát triển hình thức này hiện vẫn khá khiêm tốn do còn nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều tổ chức cá nhân chưa mặn mà. Để đầu tư một nhà kính trồng dưa Thái Lan này, ông Trương Nhất Chiến, xã Song An, huyện Vũ Thư mất 400 triệu đồng. Một năm trồng 2 vụ dưa và rau, ông có thể về hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng đến nay, 6 năm, mô hình nhà kính của ông đã không thể phát triển rộng, thậm chí thu hẹp lại. Từ 3 nhà giàn, giờ chỉ còn 1, cũng bởi vướng về cơ chế. Thứ nhất định là về phải giải quyết vấn đề là tạo thuận lợi cho nhân dân, người ta được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng công nghệ cao. Thứ hai là về kinh tế, là hỗ trợ một cái phần lãi suất cho nhân dân ít ra cũng được từ 3 đến 5 năm. Tiếp cận nguồn vốn đang là khó khăn với nhiều tổ chức cá nhân. Chính vì vậy, đầu tư của tổ chức doanh nghiệp và nông nghiệp nông thôn vẫn còn rất hạn chế và thiếu sự ổn định. Thì cũng đã có một cái nghị định ưu tiên riêng cho cái nông nghiệp công nghệ cao này từ suốt năm 2018. Thế tuy nhiên thì tôi thấy là cái việc mà triển khai xuống đến các địa phương và từ địa phương triển khai xuống các doanh nghiệp thì cũng chưa được nhanh chóng. Như thẻ chúng tôi là xã Nam Thịnh,
về cái tiềm năng thì cũng còn rất là lớn. Cho nên là mà muốn mà mở rộng thêm mà làm giàu thì dứt khoát là phải có một cái chính sách để hỗ trợ các cái người nông dân để người ta tập trung cái ruộng đất vào để một số hộ đầu tư sản xuất. Muốn thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đã đề ra, mục tiêu trước mắt vẫn là cởi trói nhiều rào cản về cơ chế chính sách để tiếp sức cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Chúng ta có thể tham khảo một vài chia sẻ sau. Với hàng loạt các chính sách ưu đãi như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở sản xuất, từ năm 2017 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã phát triển được gần 20 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng chuyên canh. Hầu hết các mô hình này đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho nhà đầu tư. Hiện nay thành phố đã giao cho huyện Hòa Vang là thu hút đầu tư 3 cái vùng quy hoạch chi tiết, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú với 70 hectare, còn đã quy hoạch đưa vào quy hoạch chung là 2.000 hectare nữa. Thì những doanh nghiệp đầu tư vào này thì sẽ có chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi về vốn, về lãi vay, về đất. Cùng với ban hành nhiều chính sách đồng bộ thì việc tập trung khai thác và tận dụng tốt nhất lợi thế của nền nông nghiệp hiện có, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đây cũng là gợi ý từ nhiều chuyên gia đối với Thái Bình. Nông nghiệp công nghệ cao cần cái gì? Thứ nhất là phải có nguồn khoa học công nghệ. Nhu cầu thứ hai là chúng ta phải có một cái đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ chuyển giao, cán bộ ứng dụng khoa học công nghệ. Cái thứ ba đấy là khả năng đầu tư của nông dân. Nông dân phải có khả năng mua khoa học công nghệ, phải có khả năng mua máy móc thiết bị, phải khả năng để mà duy trì, để phát triển nó. Thì cái này cũng là cái hạn chế của Thái Bình. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Bình được xác định là một trong ba mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Hướng đi tất yếu này buộc Thái Bình có những cơ chế chính sách đồng bộ áp dụng vào thực tiễn hiệu quả, đúng người, đúng đối tượng. Có như thế thì Thái Bình mới hình thành được khu nông nghiệp công nghệ cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chất lượng. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục với chương trình thời sự. Tiếp theo là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Tính đến hôm nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 58, không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063 trên 1.177 bệnh nhân COVID-19. Tổng số đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 14.700 người. Dù nhiều ngày liên tiếp không có ca mắc mới tại cộng đồng, song chúng ta cần giữ vững các thành quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh trước diễn biến xấu của dịch bệnh trên thế giới, với hơn 45,8 triệu người nhiễm. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là ý thức tự phòng chống dịch của mỗi cá nhân bằng cách hạn chế đến nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất 2 mét, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất. Chỉ trong tháng 10 này, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của 4 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Trong lịch sử, gần 40 năm qua mới xuất hiện liên tiếp số lượng lớn cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong cùng một tháng như vậy. Kéo theo đó là lượng mưa vượt so với trung bình nhiều năm 2-3 lần. Đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung vừa qua là 129 người chết và mất tích, 214 người bị thương, trên 110.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng, hơn 1.000 hecta lúa và 7,2.000 hecta hoa màu bị ngập, hư hỏng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về tài sản là 2,3.000 tỷ đồng, chiếm 83,8% tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra. Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại lớn về người và của. Các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ nay đến ngày mai, mùng 1 tháng 11, ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to. Hiện nay, ở vùng biển phía đông Philippines đã xuất hiện một siêu bão có tên quốc tế là Goni đang hoạt động. Cường độ của siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km vào phía Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt. Những ngày này, nhiều địa phương, đơn vị, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.
Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng tham gia vận động quyên góp để có kế hoạch phân phối, vận chuyển kinh phí, hàng hóa đến các địa phương miền Trung bị thiệt hại do lũ bão. Kết quả đã vận động được gần 25 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ dùng thiết yếu, quần áo, đồ nhu yếu phẩm. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình hy vọng người dân vùng rốn lũ ấm lòng và vững tin vượt qua nhiều khó khăn, tái thiết cuộc sống sau mưa lũ. Sáng nay, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Thái Bình tổ chức giải quần vợt gây quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung. Tham dự giải có gần 100 tay vợt đến từ 15 câu lạc bộ quần vợt trong tỉnh Thái Bình. Giải được tổ chức trong thời gian một ngày với thể thức thi đấu chia bảng đánh vòng tròn tính điểm, chọn ra các đôi nhất bảng để thi đấu chung kết. Giải thi đấu là dịp để các tay vợt ở các câu lạc bộ quần vợt trong tỉnh Thái Bình giao lưu thể hiện tinh thần luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, thông qua việc tổ chức giải, ban tổ chức giải vận động mỗi câu lạc bộ, mỗi tay vợt ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, ban tổ chức giải kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào miền Trung. Một tin vui đối với thể thao Thái Bình. Tối qua, trận chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Bến Tre. Kết quả chung cuộc, đội nữ Thái Bình đoạt cúp vô địch. Ở lượt trận chung kết nữ, đội Thái Bình thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dẫn trước hiệp 1 25-16 và hiệp 2 25-14. Ở hiệp thi đấu thứ 3, đội Thành phố Hồ Chí Minh liên tục dẫn trước đội Thái Bình đến 4 điểm. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu của mình, đội Thái Bình san bằng tỷ số. Hai đội so kè nhau từng điểm. Kết quả, đội Thái Bình giành chiến thắng trước đội Thành phố Hồ Chí Minh ở hiệp thi đấu thứ 3 với tỷ số 31-29. Đội Thái Bình đoạt cúp vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020. Với kết quả này, đội bóng chuyền nữ Thái Bình trở lại giải vô địch quốc gia vào năm sau, mùa giải 2021. Thưa quý vị, thời tiết se lạnh vào thời điểm đầu đông này có lẽ là lúc thực sự lý tưởng để các gia đình và bạn bè quây quần tụ họp với nhau. Vậy đâu là điểm đến lý tưởng trong ngày cuối tuần? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến một không gian trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Đó chính là thưởng thức ẩm thực Hồng Kông, ngay bên dòng sông Trà Lý hiền hòa của thành phố Thái Bình. Những ánh đèn lồng rực rỡ trong một không gian đậm chất Hồng Kông. Và đây sẽ là nơi hứa hẹn mang đến cho các bạn những trải nghiệm đầy bất ngờ không thể nào quên. Nếu đến đây vào buổi tối, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước không gian của nơi này. Ngay từ lối lên của dạ ăn quán đã cho bạn cảm giác như đi lạc vào một con phố đậm chất Hồng Kông. Phía bên trong lại được trang trí bởi những tấm poster sán tường với rất nhiều những gương mặt diễn viên Hồng Kông nổi tiếng. Dưới ánh đèn đỏ rực của những chiếc đèn lồng, mọi không gian nơi đây đều trở thành nơi lý tưởng để bạn có những bức ảnh check-in độc đáo. Chỉ cần ngồi im thôi là bạn sẽ có cảm giác như được du hí đến tận Hồng Kông sống ảo rồi. Trải nghiệm ấn tượng nhất ở đây đó chính là ẩm thực. Và lúc này thì các đầu bếp tài ba đã bắt đầu nổi lửa. Những hương vị hấp dẫn nhất đã ngập tràn khắp nơi đây để mời gọi bất cứ ai. Bạn sẽ có một bàn hoa tấu với đầy đủ những hương vị đậm chất Hồng Kông để thưởng thức. Có rất là nhiều món ăn hấp dẫn, không biết là anh có thể giới thiệu xem là trên đây thì có những món ăn đặc biệt nào được không ạ? Trong thực đơn của gia ăn quán thì có rất nhiều món đặc biệt, ví dụ như đậu khói lửa, chân gà rang muối Hồng Kông, sườn chiên Quảng Đông và đặc biệt là nồi lẩu nấm Đông Trùng. Em thấy món chân gà rang muối thì ở đâu cũng có rồi, nhưng mà chân gà rang muối Hồng Kông thì ở riêng gia ăn quán nhà mình có đúng không anh? Đúng rồi, khác biệt ở cái là cái muối này đặc biệt là rất là thơm, đậm đà của những gia vị Hồng Kông. Tiếp theo là món đậu khói lửa được kết hợp với rất nhiều vị hải sản và đặc biệt được kết hợp với lại nước sốt của gia ăn quán, làm cho mọi người ăn không bị nhàm chán. Ở đây thì view có thể nhìn ra được bờ sông này thì buổi chiều tối rất đẹp, cảnh rất khá là đẹp. Món chân gà trên bóng nói chung là rất là ngon, tôi rất là thích và đúng là cả nhà tôi cũng rất là thích món này, nên là mọi người đến đây lên thưởng thức cái món này. Em thấy họ là cái món ếch trên mắm rất ngon, nó tạo cho mình cảm giác là cái ngọt thực chất của ếch, em thấy là độc lạ ngon. Một tối cuối tuần ấm áp bên bạn bè và những hương vị Hồng Kông đầy lôi cuốn. Còn chờ gì nữa, chính ngay tại thành phố Thái Bình thôi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy bất ngờ và đáng nhớ.
Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.